À, xin chào mọi người, mình là Hồng Minh. Đây là cái vali, nhưng mà không phải là vali đi du lịch đó nha. À, vali chuyên về cà phê, dành cho những tín đồ đam mê cà phê. Đây là mình mượn của một bạn ở ngoài Vũng Tàu nha. Bạn nói tên Tâm, có thông tin gì thì mọi người cứ hỏi trực tiếp bạn đó nha. Đây, mở ra. Tổng chi phí cho một cái gói vali như vậy thì đâu đó khoảng 10 triệu. À, nếu mà mấy anh em nào đam mê thì cứ có thể mình đầu tư thêm. Đây, trong vali này mình sẽ có thể chứa tất cả những cái liên quan tới espresso pha bằng tay. Thứ nhất là đây là một cái cân. Cân này để mình cân cái định lượng về hạt cà phê, bột cà phê, và mình cân cái định lượng cà phê mình lấy ra. Rồi, vali này cũng khá lợi hại đó. Rất là, mình nghĩ là rất là tiện ích luôn. Chứa đầy đủ. Đây là một cái hũ để đựng cà phê. Thì cái hũ này là hũ nhựa thì mình thấy rất là hợp lý. Tại vì mình đi di chuyển đó, sử dụng hũ thủy tinh thì rất là dễ vỡ. Rồi, đây là cái dụng cụ xay cà phê bằng tay nè. À, chứa được cái dụng cụ xay cà phê bằng tay. Lấy ra thì chắc khá là nhiều. Đây là cái muỗng nước bột nè. Rồi đây là cái dụng cụ để mình gọi là mình tách những cái phần bột, những cái hạt cà phê mịn đó, khi mà nó bị kết dính với nhau á, mình tách đều ra. Rồi đây là cái chỗ để mình vệ sinh những cái phần của cái dụng cụ xay tay. Rồi, đây là OCD, là distribution, là cái bột, cái dụng cụ để phân bổ bột cà phê. Rất là đầy đủ nha, rất là chuyên nghiệp. Rồi, đây là một cái tamper, dụng cụ nén cà phê, nhưng mà cái tamper này rất là thông minh, là nó có tăng thêm cái áp lực của cái lò xo. Đó, mình có thể nén theo cái áp lực lò xo. Rồi, đây là hai cái ly đông, một cái ly cà phê. À, bạn này trang bị hai cái ly luôn, ly hai lớp nữa. Đó. Rồi, đây là dụng cụ chính, là con này gọi là Starpresso Double Shot nha. Này nó có single nữa. Và cuối cùng, đây là cái gọi là cái phễu, để khi mà mình cho cái cà phê vô cái filter của thằng pha espresso tay này. Đó. Rồi, bây giờ mình tức lại thôi. Mọi người thấy đầy đủ không? Cái này chia sẻ để cho anh em nào mà có sự đam mê với cà phê, mọi người có thể mua sắm. Đây. Đây hả? Sorry mọi người nha, mình hơi lúng túng trong việc mà mình lắp lại. Chắc là phải nhờ tới chủ nhân rồi. Này nhét vô. Đây là cái chamber. Đây, cái bình thường. Đây là cái cân. Ốp luôn. Cắt lại đây. À, mình sẽ lấy cái này ra trước. Cắt cái này vô trước. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, mình lắp đặt đúng rồi. Rồi, đầy đủ rồi đó mọi người. Rồi mình cất cái vali này thôi. À. Rồi, rất là gọn và đi du lịch thôi. Cái này là bạn này rất là đam mê về camping nha. Có gì mình sẽ em quay qua bạn áo đỏ đây, đây. Đây, mọi người mà có đi du lịch Vũng Tàu ấy, thì cần hải sản liên hệ bạn đó luôn. Cần cà phê thì cứ liên hệ bạn đó sẽ chia sẻ cho mọi người những cái đam mê về cà phê của bạn, cũng như là những cái shop cà phê mà bạn đó đi tìm, Pai Robusta này, hoặc là những cái cà phê ngon. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.